Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Có thể nhớ thật là phước, đang khi rất nhiều người trong thế giới này, ngày hôm nay họ có thể đi chơi, họ có thể tổ chức ăn uống. Nhưng ta bước vào tháng 10 của ngày đầu tiên này, chúng ta đến với bằng cả tấm lòng của sự cần Chúa để chuẩn bị. Chúng ta sống với 30 ngày của trong cái tháng 10 này, trong sự dẫn dắt và trong sự ban ơn của Chúa trong mọi cuộc đời của chúng ta. Amen. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những ngày qua chúng ta đã học hai bài tôi đã chia sẻ cho anh em, đó là để được đấng Christ chiếu sáng. Xin mỗi một chúng ta nhớ nghe lời Chúa, ôn lại lời của Chúa, để rồi chúng ta thực sự được đấng Christ chiếu sáng. Amen. Ai cũng thấy được hình ảnh của đấng Christ, sự hiện diện của đấng Christ. Ai cũng ngửi được cái mùi thơm của đấng Christ qua đời sống của tôi và hội thánh của Chúa. Và sáng nay chúng ta bước vào tháng 10 để chúng ta có một cái đời sống thuộc linh của tháng 10 thật là tốt lành, thì chúng ta hãy bắt đầu xem lại đức tin của chúng ta. Vì Kinh Thánh nói rằng không phải tất cả mọi người đều có đức tin. Có thể lắm sáng nay chúng ta có thể nhóm chung một hội thánh, nhưng không phải tất cả đều có đức tin. Và tại sao tôi dám nói điều này? Bởi vì chúng ta biết mình có đức tin hay không, đó là không phải lúc chúng ta có nhiều tiền, đúng không? Nhưng mà lúc chúng ta không có tiền, rồi có nhiều khi chúng ta có tiền mà không có đức tin nữa, đó là chúng ta không có đức tin để sử dụng đồng tiền theo ý muốn muốn của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Chúng ta sử dụng đồng tiền giống như theo ý riêng của mình, chúng ta mua sắm lung tung hết. Để chúng ta có đức tin hay không, thì chúng ta biết rằng khi chúng ta đối diện với nan đề á, thì chúng ta biết rằng mình có đức tin hay không có đức tin. Và sáng nay tôi muốn đọc những câu Kinh Thánh rất là quan trọng để chúng ta nghe về lẽ thật của đức tin. Tôi muốn đọc một câu thánh thứ nhất ở trong Habacuc đoạn 2 câu 4 và câu 5. Và trong Tân Ước Roma đoạn 1 câu 17. Phần Cựu Ước là Habacuc đoạn 2 câu 4 câu 5, tôi sẽ đọc trước. Này lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó, song người công bình thì sống bởi đức tin. Nó ghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình, mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán, nó thâu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình. Roma đoạn 1 câu 17. Vì trong Tin Lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Sáng nay với hai câu Kinh Thánh này, Chúa Thánh Linh cho tôi một cái sứ điệp, đó là người công bình sống bởi điều gì? Tôi xin lặp lại chủ đề: người công bình sống bởi điều gì? Anh em, khi chúng ta chưa biết Chúa đó, chúng ta không nghe cụm từ hay là một cái câu nói đó là người công bình. Amen không ạ? Khi chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta không biết là người công bình. Và chúng ta thường nghe một câu nói này: sống để ăn, hay là ăn để sống. Thế thôi. Là một con người nào họ sống bởi việc làm, sống bởi công việc, sống bởi tiền bạc, sống bởi những quyết định của họ, sống bởi điều này, sống bởi điều kia. Amen. Sống bởi gia tài cha mẹ để lại. Nhưng mà Kinh Thánh thì nói tôi với anh em rằng người công bình, anh em, khi ta bước vào trong gia đình của Chúa thì có một cách mà Chúa xưng hô với chúng ta. Ngoài việc là con cái của Chúa, Chúa còn gọi chúng ta là người công bình của Ngài. Tao nghe chưa? Amen. Tao nghe chưa? Amen. Hebrew đoạn 10 câu 38, phần A nói gì? Người công bình của ta. Người công bình của Chúa, người công bình của Yahweh, người công bình của Đức Chúa Trời, tiếng Hebrew gọi là Elohim,
người công bình của Chúa Giêsu, người công bình của Đức Thánh Linh. Tôi lặp lại, khi ta bước vào gia đình của Chúa, khi ta tin Chúa thật lòng, anh em đừng quên điều này. Đó là huyết của Chúa Giêsu cho chúng ta một địa vị, trao chúng ta một địa vị, ban tặng chúng ta một địa vị, đó là người công chính, hay là người công bình, hay là người công nghĩa. Amen. Mà đã là người công chính thì hãy nhớ giùm tôi rằng họ sẽ sống không phải bởi thức ăn đời này. Họ không sống sống bởi tranh thục. Phạm gì thơ? Người sự tiên, nhưng sau khi tin nhận Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu cũng kể là người sự tiên, là người công chính. Người công bình hay là người công nghĩa. Amen. Người kinh như tôi và một số em còn lại. Sau khi ta tin nhận Chúa Giêsu, Chúa ban tặng ta một địa vị, đó là người công chính, người công nghĩa, hay là người công bình cho tôi nghe chị. Amen. Thế thì ta phải nhớ rằng là người công chính thì sống bởi điều gì? Anh em, có những người đã không biết điều này cho nên họ sống, sống chỉ đi nhà thờ, nhưng rời nhà thờ một cái là sống y như người ngoại luôn. Tôi nói là đúng hay sai vậy? Có những người đi nhà thờ, họ trung tín lắm. Đi nhà thờ, dân hiến, có thể đứng trong ca đoàn, có thể làm việc của trung tâm, có thể làm đủ mọi việc. Nhưng anh em hãy nhớ giùm tôi, việc đó không nói chúng ta là ai. Nhưng việc mà chúng ta thừa nhận mình là người công chính. Bao nhiêu người tin rằng mình là người công chính của Chúa? Ồ, rất ít người, cho nên chúng ta chỉ biết đi nhà thờ thôi và chưa sống. Tôi hỏi là bao nhiêu người thừa nhận rằng mình là người được xưng công chính trước mặt Chúa đó nè. Anh em thì ngày hôm nay hãy nhớ giùm tôi một điều. Sống bởi đức tin. Amen. Anh em quan trọng vô cùng hai chữ đức tin. Rất quan trọng cho nền tảng của người đi theo Chúa. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ban thưởng cho những người có đức tin. Anh em đừng bao giờ hiểu rằng chỉ có người lớn mới cần đức tin, còn em bé không cần đức tin. Khi tôi và nhà tôi có bé là cháu Phúc Viên, bây giờ là lớn và có gia đình rồi, tôi nói trước mặt Chúa, khi Phúc Viên đến nói với tôi rằng ba ơi ba, ba cho con cái này, tôi nói không, ba nói cho con nghe này, ba là ba của con, nhưng mà trước mặt Chúa con cũng là con của Đức Chúa Trời, ba cũng là con của Đức Chúa Trời. Những người cha người mẹ ở đây hãy nghe điều này. Khi con gái tôi nói ba, cho con một cái iPad để con học tiếng Anh, cho con một cái laptop để con học. Ba ơi, cho con một chiếc xe đạp điện, bây giờ chiếc xe đạp điện vẫn còn lưu lại trong trung tâm để làm kỷ niệm đó. Tôi và nhà tôi không bao giờ có tiền, cũng không bao giờ cho Phúc Nguyên. Mà chúng tôi tập con gái của tôi sống bằng đức tin. Trên làm cha làm mẹ đừng bao giờ chúng ta nghĩ như tuổi Gia Phước là không cần đức tin, không. Rất cần đức tin. Đừng bao giờ nghĩ rằng tuổi Linh Ý không cần đức tin, rất cần đức tin. Đừng bao giờ nghĩ rằng là Gia Thiên Bảo không cần đức tin, không. Rất cần đức tin. Vì Đức Chúa Trời của các em cũng là Đức Chúa Trời của mỗi một chúng ta, cho con nghe chị. Amen. Amen. Đến nỗi Đức Chúa Trời tôn trọng các em nhỏ và Ngài nói gì? Nếu các ngươi không nổi lại như em bé thì không được hưởng được nước Đức Chúa Trời. Tôi dạy con của tôi nhớ hoài. Một ngày kia, tôi đang đi công tác ở Mỹ. Con gái tôi, ba mua cho con một cái laptop. Tôi nói không con. Đức Chúa Trời của con ở đâu? Đức Chúa Trời của con ở đâu? Con có xin ba hoài vậy? Và tôi bắt đầu chia sẻ con gái của tôi. Con cầu nguyện đi, Đức Chúa Trời sẽ cho con. Và quả thật, Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều này cho Phước Nguyên. Một ngày kia bắt đầu đi học cấp 2, xin lỗi cấp 3. Và con gái tôi bắt đầu muốn giúp đỡ mẹ, là không có mẹ không đưa đón nữa. Và nói ba, mẹ mua cho con chiếc xe đạp điện. Và chúng tôi nói không, con cầu nguyện Đức Chúa Trời của con đi. Và cảm ơn Chúa, khi Phước Nguyên bắt đầu cầu nguyện, thì Chúa cho một con gái Chúa đến thăm gia đình của chúng tôi. Và hỏi Phúc Nguyên là, Phúc Nguyên, con cần điều gì? Phúc Nguyên nói ngay luôn, dạ con cần chiếc xe đạp điện. Và Chúa đã cho Phúc Nguyên
có xe làm nên. Anh em, đức tin rất rất là quan trọng. Nhưng mà nhiều người cảm thấy như tôi nói, chúng ta chỉ nghĩ rằng mình là một cơ đốc nhân, nhưng mình quên mất rằng mình là người công bình của Đức Chúa Trời. Tôi nghe chị amen. Hãy xem con người bên hữu bên tả và nói rằng bạn là người công bình của Đức Chúa Trời. Em là người công bình của Đức Chúa Trời. Amen. Sơn, con là người công bình của Đức Chúa Trời. Amen. Hòa là người công bình của Đức Chúa Trời. Vi là người công bình của Đức Chúa Trời. Amen hỡi Hội Thánh. Trí là người công bình của Đức Chúa Trời. Sợ rồi đó. Anh em, tất cả chúng ta là người công chính của Đức Chúa Trời. Thì hãy nhớ chúng tôi rằng chúng ta phải có một quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay, sống bởi đức tin. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là nghèo. Ba má tôi là một hội sự trong một thánh tin lành truyền thống, rất là nghèo. Và cuộc sống của tôi đầy ắp sống trong sự mặc cảm. Anh em, tôi luôn mặc cảm khi tôi đi ra bên ngoài, tôi thấy cùng trang lứa của mình gia đình khá giả, ăn mặc đồ đẹp, còn mình mặc quần rách, đi đôi dép nhựa đi học. Cấp 3 tôi mang dép tổ ong đi học đó nè, mặc quần rách có hai con mắt phía sau này nè, mà vá cái màu nó không trùng với cái quần, thí dụ quần màu xanh vá màu đỏ. Trên mỗi lần mà mắt tôi lúc đó yếu mà cô giáo thì thương cho tôi ngồi bằng đầu, tôi không chịu, tôi lúc nào cũng xin ngồi bằng chót. Vì ngồi bằng đầu đứng lên phát biểu ý kiến thì lòi hai con mắt ra, mắt cỡ. Trên vì cái đó mà xin ngồi phía sau, đứng lên phát biểu ý kiến, dù ai thấy, tường nó thấy, ai thấy. Và khi tiếng trống bum 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 ra chơi là tôi lập tức bỏ đồ ra ngoài, không bỏ đồ vào trong. Lúc đó cờ đỏ cũng rất là không dám đụng đến tôi vì tôi ngầu lắm. Và tôi sống dày đặc trong sự mặc cảm anh em. Nhưng khi tôi bắt đầu gặp gỡ Chúa, tôi đọc Kinh Thánh, lời của Chúa nói tôi là người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Amen. Hebrew đoạn 10 câu 38. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Habakkuk thì nói rằng là người công bình thì sống bởi đức tin mình. Amen. Đức tin của chính mình. Chúng ta thấy ngày này chúng ta luôn luôn sống đức tin cái không? Con cái Chúa thì sống nhờ đức tin của ông mục sư. Mà nếu mục sư ông chết đột ngột thì không biết con cái Chúa sống kiểu gì, không biết nữa. Vì đó mà tôi luôn luôn nói về đức tin. Nếu thời điểm mà Chúa cắt tôi về nước của Ngài thì các học trò của tôi vẫn sống khỏe, sống tốt. Amen. Và các con đừng sống dựa đức tin trên thầy tú nữa. Thầy thú thích thì mua kẹo, không thích thì không mua, chịu thôi. Thích thì mua trái cây cho ăn, còn không thích thì trên thầy cho mình quyết định là không sống dựa đến đức tin của thầy tú nữa, mà sống dựa đến đức tin của chính mình. Tú nghe hạ dây thương amen không? Còn cái thực thi gì đó nha. Cho nên tôi lặp lại, đây là một danh hiệu rất rất quan trọng cho hội thánh Chúa, cho những người theo Chúa. Đừng nghĩ mình là một con người bình thường, mà chúng ta là người công chính của Đức Chúa Trời. Và Chúa nuôi mình bằng đức tin. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Nhưng mà chúng ta luôn luôn nuôi chính mình bằng tài sản của tổ phụ để lại, điều đó tốt. Nhưng nếu ta cứ tin vào tài sản của cha mẹ thì những người như vậy không bao giờ có đức tin. Tôi đã từng thấy rất nhiều lướt trò của tôi mà gia đình giàu có đó nè, tôi không thấy họ có đức tin. Bởi vì cái gì cũng có sẵn trên lắm em. Cần đất là có tiền để mua đất, có phải không? Và tôi nghèo rách mồng tơi, và tôi đi lên những điều gì chúng ta thấy đó, tôi đi bằng hai chữ đức tin. Amen. Vì tôi là người công chính của Chúa. Amen. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy nè,
Điều thứ nhất, Habacuc đoạn 2 câu 4 câu 5. Này lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó. Câu này chú nói về vua của đất nước Babylon. Habacuc là một tiên tri trong thời điểm đấy. Và khi một con người anh em, tiên tri Habacuc nhận cái lời tỏ ra từ Đức Chúa Trời. Ngài là Elohim, amen. Ngài đấng toàn tri. Ngài biết vị vua của đất nước Babylon này rất kiêu ngạo. Và Ngài tỏ cho Habacuc câu này, đó là: này lòng người người kiêu ngạo. Anh em, khi một con người kiêu ngạo thì con người đó bắt đầu không có đức tin. Bởi vì con người đó sống bằng sự kiêu ngạo của mình. Anh em hãy để ý, ai có cái dạng này hãy để ý. Khi một con người kiêu ngạo, luôn luôn cho mình giỏi hơn thiên hạ, luôn luôn cho mình là tốt hơn thiên hạ, thì hãy coi chừng người đó bắt đầu không có đức tin. Bởi vì họ sống điều đó, cái năng cho người công bình sống bởi đức tin này em. Nhưng mà người kiêu ngạo, họ sống bởi sự kiêu ngạo của họ, phải không ạ? Amen. Họ nghĩ rằng họ tài giỏi, họ thì vay tiền ngân hàng, mở quán ăn này, lập công ty kia, mở điều này, mở điều kia. Và cuối cùng, chẳng tài. Thế thì chúng ta có lại chỗ này chú. Những ngày qua chúng ta nuôi mình bằng, chúng ta sống bằng cái gì? Chúng ta giống như vua Nebuchadnezzar. Chúng ta giống như vua của một đế quốc Babylon. Chúng ta sống bằng sự kiêu ngạo của mình, phải không? Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình giỏi hơn bạn mình. Đối với tôi nè, tôi không biết trình độ của chúng ta như thế nào, nhưng tôi chỉ thấy thành của anh em thì tôi biết anh em là ai. Amen. Có những người học thức vô cùng giỏi, tôi nói đúng là họ giỏi, nhưng mà làm cái gì cũng thất bại cả. Thì cái giỏi đó chẳng ích lợi gì cả. Tôi nghe chị amen. Có những người họ rất là học thức, bằng cấp này bằng cấp kia, nhưng mà làm cái gì cũng hư, làm cái gì cũng hư. Đối với tôi, khi Thánh Chúa nói, tôi tin những điều Kinh Thánh nói, đó là nước thiên đàng không phải bởi lời nói nhưng bởi việc làm. Anh em nói anh em có đức tin, hãy cho tôi coi việc làm của anh em. Amen. Anh em nói anh em là người học Chúa có đức tin, hãy cho tôi coi những cái trái của đức tin của anh em. Tôi nghe chưa? Amen. Tôi có những câu học trò luôn luôn gặp tôi là nhắc, không bao giờ con quên, con đi với Chúa cho con đi với bố trong trung tâm dạy cứu này, con học nhiều điều lắm. Con học về đức tin linh, con học về đời sống cầu nguyện. Nhưng có một điều, một lẽ thật mà đã thay đổi cuộc đời của con, đó là đức tin. Họ đã đi bằng đức tin thực sự. Hai vợ chồng đám cưới xong ra Hà Nội. Và tôi biết ngày mà tôi chỉ nói với cái nhân sự, đó là chuẩn bị mua đất để làm công việc của nhà Chúa ở tại Quảng Nam. Trời mưa bão ở Hà Nội như vậy, người thanh niên này, người chồng này đi mặc cái quần xà lỏng. Lúc tôi ở nhà Tuấn Anh, bấm chuông, tôi lên lầu dòng ra và thấy, tôi nói con đi đâu giờ đây? Con muốn lên gặp bố. Bố nói này, mở Tuấn Anh mở cửa cho con đi. Và tôi mở cửa kìm nhèm, lên Lai Hoài lấy ra một cái kiềng đám cưới, cái vòng kiềng của bên hai bên gia đình tặng, chắc là bên nhà đình chồng tặng cho cô dâu, cái kiềng vàng. Và người thanh niên này nói với tôi rằng là con vợ con cầu nguyện kỹ rồi, quyết định dâng cái này cho bố. Mà anh em tôi nói, cái này là kỷ vật của hôn nhân tụi con, bố không nhận. Nó, người này bắt đầu khóc, nói gì? Không bố, con biết bố sẽ nói câu này, nhưng mà con nói với Chúa rằng là con muốn dâng, và con nói con không có tiền, Chúa nói rằng là cái đó. Và thật sự anh em, con người này đến ngày nay bước đi bởi đức tin. Bước đi bởi đức tin, hầu việc Chúa. Vợ tội lắm, làm shipper, đi hết mọi cách này ở Hà Nội, nhưng vẫn ủng hộ chồng mình trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Tôi không có cái gì gọi là gia sản thuộc linh, nhưng tôi khẳng định với anh em rằng những điều tôi dạy dỗ anh em đó là gia sản thuộc linh. Đó là tài sản thuộc linh, cho tôi nghe chưa? Amen. Đức tin
Nó là chiếc neo giữ tôi và em trong nguồn phước hạnh của Chúa. Chúng ta nhìn vào những ngày qua chúng ta sống bằng cái gì? Sự kiêu ngạo chăng? Phần B của câu số 4 trong hai khúc đoạn hai nói gì nữa? Không có sự ngay thẳng trong nó. Anh em, ý nghĩa cái chữ công chính, công chính, công bình hay là công nghĩa, nó lấy sự ngay thẳng là không ạ? Trời ơi, chào em. Và Chúa mượn hình ảnh của cái người lãnh đạo vương quốc Babylon. Chúa nói gì? Không phải ông kiêu ngạo, nhưng mà Chúa nhìn rất rõ tấm lòng của vị vua đó không có sự ngay thẳng. Và sau đó Chúa nói gì? Sống người công bình sẽ cậy đức tin mà sống. Amen. Đúng không ạ? Hay là sống nhờ đức tin. Như vậy ta nhìn thấy điều gì? Lòng không có ngay thẳng. Sau đó Chúa nói sự người công bình. Chúa muốn nói một điều. Mình nói dễ dàng, mình nói mình là người công bình lắm. Nhưng miệng mình nói mình người công bình chưa? Chưa có thể khẳng định mình là người công bình. Amen. Amen. Nhưng lòng của chúng ta, anh em, hãy nhìn vào lòng của mình giờ này đi. Mình còn có những điều gì không ngay thẳng với Chúa không? Mình còn có những điều gì không ngay thẳng với Chúa không? Mình còn có những điều gì quanh co không? Mình còn có những điều gì đó không thật của Chúa không? Và nếu như vậy, anh em, không thể nào chúng ta có đức tin để nuôi chính mình. Thật ra chị, anh em, người công bình sống với đức tin. Nhưng mà chúng ta thấy ở ngoài đời đó, nhiều người họ không có lòng ngay thẳng, họ nói dối, phải không ạ? Có phải không ạ? Sữa Ensure ở ngoài cũng là Ensure. Hộp mẫu mã là như thiệt luôn, nhưng mà trong đó là sữa Ensure đều. Cũng là sữa, mà trong đó là sữa cô gái Hà Lan không à? Không phải Ensure. Bên ngoài nó là hộp sữa mẫu mã y như thiệt luôn, nhưng bên trong đó là sữa bột. Mà sữa bột, xin lỗi, nó hết đát rồi. Thị trường sữa tại Việt Nam không tin được anh em. Sữa giả, sữa dỗm, sữa đẻo, sữa xe Honda đầy dãy luôn. Anh em yêu học của tôi. Và chúng ta thấy họ lừa đảo rất nhiều người phải không? Tới cô gái đó đến nhà của vợ chồng chúng tôi. Lần đầu tiên đến là tôi nói cho cô em đừng kết bạn với con bé này. Mà nhà tôi vì sức khỏe, nhà tôi bắt đầu kết nối, mua thực phẩm chức năng uống. Và càng ngày tôi thấy sức khỏe nhà tôi là càng giảm sút. Tối hôm qua tôi vào phòng hai, có nghĩa ngồi đó, thầy Tú cũng đang ở đâu, nói gì? Con thấy cô nước da hồng hào kìa. Nghĩa nó, con thấy cô nước da này nước da hồng hào bố. Cái Tú nói, đúng rồi đó bố, con cũng thấy cô khỏe lắm. Tôi nói với nhà, tôi nói với em, tôi nói gì? Bố mới nói với cô ngày hôm qua này, bây giờ ai không phải là xác chết bước đi nữa, mà em đúng là hồng hào, em có sự sống của nơi Chúa. Và vợ tôi đã quyết định là không bao giờ uống cái thực phẩm chức năng mua trên mạng nữa. Anh em, bởi vì tất cả những cái thế giới này, trong thế giới này không có gì là thật đâu. Vì cái nó đã quả quyết cho Jesus rồi. Ở thế gian này không có Elohim, không có Đức Chúa Trời, không có sự thành thật trong cái thế giới này. Có phải không anh em? Họ nói để được việc của họ thôi. Hãy tin, nếu tin, chọn tin những gì Kinh Thánh nói. Đó là cách sống của tôi. Tôi nói nhà của tôi, nhà tôi thì bỏ ra nhiều tiền để uống loại thuốc đó. Nhà nói anh ạ, nhưng mà nhiều tiền lắm. Thì tôi nói em, trong nhà mình có hai người thôi. Trong căn nhà lớn này bây giờ có hai người ở thôi. Bây giờ anh nhìn anh đi, anh chẳng uống viên thuốc nào trơn mà anh khỏe. Anh già về cỡ anh để râu cho anh mà anh cạo một phát là anh giống như trai 19 á. Anh nhìn anh đi, anh có uống viên thuốc nào hết mà tại sao anh khỏe? Bởi vì anh nuôi mình bằng sự sống của Chúa. Và nhà tôi chứng kiến có những lúc tôi đau, có những lúc tôi bị đau, hành hạ ghê lắm, nhưng mà quyết liệt là nhờ cái Chúa. Anh em, như vậy chúng ta coi lại nè. Vì lòng của ngươi không ngay thẳng. Anh em, nếu một con người không ngay thẳng, không ngay thẳng với tiền bạc, anh em, nói dối để có tiền bạc,
làm trá, làm dối, làm gian, làm dối để có tiền bạc, lòng không ngay thẳng, thì loại người đó không thể nào nói có đức tin được. Chúng ta amen điều này không? Nó động quá, không nói amen hết chỗ thánh phải không? Tôi thấy có nhiều người giống như chết cắt chân rồi, bắn ra một cái bụi tên đầu tiên là cắn luôn phát rồi, bây giờ chết cắt ngồi bất động rồi. Em ơi, xin giúp cho mấy người như này giùm anh nhé. Rút mũi tên ra sao chết cắt ngồi bất động hết trơn rồi. Anh em à, một người đi với Chúa phải có sự ngay thẳng ở trong lòng của chính mình. Lời Chúa Jesus nói gì? Thiếu một đồng cũng không ra khỏi khỏi tù. Bố thiếu con mấy đồng tu? Con dám tha nợ cho bố không? Anh em, nhiều khi tôi nhờ Tú mua điều này, tôi nhờ anh em mua điều này, tôi bảo rất nghiêm túc, từng cái lọ nhỏ thuốc mắc cho vợ tôi đó, ghi vào sổ đó cho bố, bố sẽ gửi tiền sau. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, cái người mà kiêu ngạo, cái người không có sự ngay thẳng, không thành thật, không bao giờ có đức tin phải không ạ? Amen. Câu số 5 nói gì? Khi một người không có đức tin thì bắt đầu gì? Họ ghiền cái gì anh em? Câu 5, nhìn vào kinh thánh. Ghiền rượu. Anh em tại sao bắt đầu họ ghiền rượu vậy? Bởi vì họ quá thất vọng rồi anh em. Họ quá buồn chán rồi. Họ quá mệt mỏi với những cái điều họ quyết định sống rồi anh em. Thế họ lao vào tìm kiếm rượu để giải sầu. Rượu này còn nói chung là một số chất kích thích. Ngoài rượu thêm mỹ đen, còn có ma túy, còn có bia, hả? Phải không? À, còn có ma túy đá, còn có heroin, hả? Còn có cần sa, đủ điều hết. Để giải sầu. Anh em có thấy những người mà lên cơn nghiện thấy chán không? Trốn chết chứ. Trốn lắm. Ngồi ông nào ông nói ngồi. Đủ đồ không bài. Cầm cái bàn cải đánh răng. Cầm hoài này không đánh. Không còn lực nào nữa. Nhưng mà làm hơi đều biết liền à. Quét nhà sáng đến khuya luôn. Cái thằng chú nói rằng là những người không có đức tin, họ bắt đầu tìm kiếm những điều giải khuây. Và họ ở đó ngày nay chúng ta gì? Những người không có đức tin đó, cứ suốt ngày cầm điện thoại phải không? Có ai không? Cầm điện thoại chơi game, các bạn không ạ? Rồi đi vòng vòng trên mạng không ạ? Toàn ở dưới đất mà sống trên mạng không ạ? Ảo không anh em? Còn ảo hơn cả ma túy đá nữa. Họ sống ảo lắm anh em. Rồi gì nữa anh em? Làm sự dối trá phải không? Câu số 5, sau khi họ ghiền, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình. Chúng ta thấy người mà không có đức tin không bao giờ ở yên một chỗ đâu. Ở yên chỗ này cũng nói hay lắm á. Đó là đi nhóm hội thánh này, mình thấy mình không ai chiều chuộng, mình không ai khen mình á, đi qua hội thánh khác. À, đang nhóm hội thánh tái sanh, bỏ thánh tái sanh đi qua sanh tái, rồi bỏ sanh tái qua tái ngạm, bỏ tái ngạm xong qua tái gầu, bỏ tái gầu xong qua tái không, và chạy lung tung không biết mình thuộc về hội thánh nào cả. Anh em, tôi là một mục sư, tôi khó chịu khi nhìn thấy con dân của Chúa mà cứ chạy đi như sao băng đi. Anh em, ta đi cầu mũ lô nó phải có thẳng hàng đúng không chị Vân, cô Vân đúng không Tuyết? Mình không bao giờ mình qua cái lô khác mình cạo được đó. Cao su nó giống cao su nhưng tu nhưng mà có phân lô đàng hoàng đúng không? Và ta nhìn thấy rằng họ làm sự dối trá, chẳng ở yên chỗ mình. Anh em này kinh khủng nữa nha. Họ sẵn sàng bỏ nhà, không ở yên mà. Bỏ chồng con ở nhà, đi làm rất là xa. Đi làm xa cái buồn nhớ nhà, nhớ chồng. Cái gặp mấy người làm chung cái gì, sao mới buồn quá vậy? Ta mở karaoke này, bắt đầu vô hát. Tình là tình nhiều khi không mà có. Cái có một thằng cà trớn đang đi ở bên cạnh nó này, anh đây nè. Cái xong luôn.
Có nhiều người đã không kiên định trong đức tin của chính mình. Amen. Họ lòng vòng, họ lòng vòng, họ lòng vòng, họ lòng vòng, họ vòng lòng. Họ không bao giờ kiên định. Họ luôn luôn đổi ý. Họ thay đổi ý tưởng của họ liên tục trong mặt luôn. Chúa không muốn như vậy. Chúng ta lại tiếp tục gì ở đây nữa? Mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ. Anh em tôi thấy, khi một con người không đức tin rồi đó, cái lòng của họ mở rộng ra sự tham lam. Tham lam nhiều tiền phải không? Bao nhiêu người có điều này nè? Bao nhiêu người, ồ Tuấn Anh có nè, Hòa có nè, rồi chuẩn bị có chờ đám cưới sao mà tham lam nhiều tiền quá vậy con? Tôi hỏi lại nha, bao nhiêu người có thật sự mở rộng mình cho mọi thứ tham lam của đời này nè? Cực kỳ nguy hiểm lắm anh em. Tôi đi với Chúa tôi biết điều này. Và đã nhiều lần tôi nói rồi, Chúa tôi thật biết ơn Chúa đó, Chúa giải cứu tôi ra khỏi quyền lực của vật chất. Anh biết tôi đi từ cái chỗ nghèo lên phải không ạ? À? Ai mà không thích giàu anh em. Tôi nói anh em, nói anh em rằng đến ngày hôm nay tôi chỉ cần một cái lời kêu gọi. Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại. Tôi sẽ có tiền. Cái này là tôi nói thật luôn đó. Nhưng mà tôi không làm được điều đó. Vì tôi biết rằng tôi làm điều đó tôi sẽ phạm tội phải không ạ? À? Và tôi là người không có đức tin. Tôi là người không có đức tin. Anh em đi dấu của tôi, trên kinh thánh chúng nói gì? Nó mở rộng lòng ham mê nhỏ như lòng phủ. Tham đủ thứ, thích đủ thứ. Chúng ta thấy, nhìn vào gia đình của mình, thấy con của mình yếu đuối, mà lòng của mình không có một chương trình nào để có thể xây dựng, giải cứu con của mình hay dạy dỗ con của mình. Nhưng mà lòng của mình cứ tham hết điều này, hướng đến hết điều khác, và cứ nghĩ đến điều này, nghĩ đến điều kia. Và chúng ta bắt đầu mất cả đức tin trước những năng đề mà chúng ta đối diện luôn. Chúng ta đi tiếp là gì? Như sự chết chẳng được no chán. Anh là kinh khủng không? Nó thu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình. Vơ vét đến mức độ này như vậy đó này. Cái gì cũng vơ vét cho mình, cho mình, cho mình, cho mình, cho mình. Và người như vậy không thể nào có đức tin. Như vậy anh em thấy, để chúng ta là người công chính sống bởi đức tin, thì điều thứ nhất chúng ta xem lại này, coi lòng mình có kiêu ngạo không, coi trong lòng của mình có sự không ngay thẳng không, coi trong cuộc đời của mình còn có những cái gì đó mà ghiền nghiêng thói quen xấu và chúng ta không từ bỏ được. Hãy xin Chúa giải cứu chúng ta ngay sáng hôm nay. Amen. Có thử trong lòng của chúng ta có làm sự dối trá không? Có thử chúng ta có ở một chỗ không nhờ cậy Chúa Trời không? Như điều rằng tôi nói, khi tôi đi Mỹ những năm đầu tiên đó anh em, tôi qua đó xong tôi về chúng tôi có một câu nói. Ở đâu không quan trọng. Ở tại Mỹ cũng không quan trọng. Vì tại đó tôi vẫn thấy có rất nhiều người nghèo. Amen. Có phải không ạ? Ngay cả những người Việt Nam, họ được qua bên đó. Họ sống rất là nghèo, anh em. Sống tội lắm. Tôi đã từng thấy những người Việt Nam mình đứng ở cửa đi vào chợ đó. Họ cầm cái tấm bảng bằng carton, xin 5 đô la, xin 2 đô la. Đứng ở ngã tư, đèn xanh đèn đỏ, cầm bảng xin tiền. Mà tôi là người Việt Nam. Khi tôi gặp họ, lòng của tôi khó chịu lắm. Một ngày khi tôi gặp họ tôi nói chứ, ủa anh qua Mỹ bao lâu rồi? Người đó trả lời dạ thưa anh rằng là 28 năm rồi. Và người đó thấy cái passport công dân Việt Nam của tôi ở đây. Và nó ủa anh ở Việt Nam mới qua? Tôi nói vâng, tôi ở Việt Nam mới qua. Và tôi đã cầm tài chánh tiền đô tôi cho họ. Tôi chúc phúc cho họ 20 đồng. Họ mừng ríu rít. Tôi vào quán cơm tấm ở San Jose. Một người Việt Nam thập thò trước cái cửa quán cơm tấm. Mấy mục sư dẫn tôi đi ăn, tôi nói, mấy mục sư vào trước để tôi tiếp cận với cái người này. Tôi sao tôi thấy cứ thập thò vậy. Và tôi thấy thập thò nó chạy ra chỗ anh ngồi đó. Anh ngồi cái tôi ra, tôi vỗ vai anh. Anh giật mình. Anh giật mình cái tôi nói gì? Anh đừng sợ. Tôi là một mục sư. Tôi thấy anh thập thò, anh cần cái gì? Nói dạ tôi đói quá mà tôi không có gì ăn, anh chờ tôi chút. Tôi đi vào tôi mua một hộp cơm tấm đặc biệt,
đem ra chúc phước cho người đó. Khi tôi về, tôi có câu nói này: ở đâu không quan trọng. Mỹ cũng không quan trọng, Pháp cũng không quan trọng, Hàn Quốc cũng không quan trọng, Việt Nam cũng không quan trọng. Quan trọng nè, đó là ở đó chúng ta có Đức Chúa Trời không? Ở đó chúng ta có đức tin Đức Chúa Trời không? Amen. Tôi có bác chà, amen. Đó mới là quan trọng anh em. Và thật sự, chúng tôi mắc kẹt tại Mỹ, đáng lẽ chúng tôi ở lại luôn. Và đến ngày này có thể là có thẻ xanh rồi. Nhưng vợ chồng tôi đã từ bỏ quyết định về Việt Nam. Đó là quyết định mà nhiều người gọi tôi là ngu, không khôn ngoan. Nhưng đối với tôi, con người nói tôi là ngu, nhưng Đức Chúa Trời gọi tôi là khôn ngoan. Amen. Vì tôi chọn đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Tôi sống bằng đức tin. Mà nhờ vậy tôi mới có thấy mặt một số anh em học viên mới. Tôi thấy mặt có một số con cái Chúa ở 23. Amen. Hallelujah. Tôi mới có cơ hội sống giữa vòng anh em. Hallelujah. Bây giờ ta đến câu thánh thứ hai, Roma đoạn 1 câu 17. Câu này giúp chúng ta tìm cách để có đức tin nữa anh em này. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Khi nãy tôi nói rồi anh em, amen không ạ? Chúng ta tin nhận Chúa bởi đức tin nơi dòng huyết của Chúa Giêsu, chúng ta được xưng là người công bình, là một con người không còn quanh quẹo nữa, một con người được tha tội bởi máu huyết của Chúa Giêsu. Amen. Và Ngài kể chúng ta chưa từng phạm tội đó anh em. Hallelujah. Ý nghĩa của sự công chính là như vậy đó. Nhưng chúng ta để ý câu 17 này, lại dẫn đến đức tin nữa. Anh em để ý chúng tôi nha, câu này lại dẫn đến đức tin nữa. Khi tôi đọc câu thánh này tôi không hiểu, nhưng mà khi tôi đọc lời của Chúa sáng hôm nay, trong lúc tôi dậy từ 4 giờ sáng đó, tôi đọc lời của Chúa và Chúa nói với tôi rằng: con hiểu cái chỗ này không? Lại dẫn đến đức tin nữa. Lại dẫn đến đức tin nữa có cái gì? Mình tiếp tục đến với đức tin này mà. Amen. Mình tiếp tục có đức tin cho tôi nghe chị, amen. Mình tiếp tục nhận đức tin. Thế thì câu này cho ta biết làm sao để chúng ta có đức tin đây. Đó là hãy quyết định sống ngay thẳng của một người công chính. Đó là không gian dối, không lanh quanh. Amen Tuấn Anh. Không đúc chậu lục giác mà mấy cạnh nó như cái võng vậy được. Nó phải thẳng. Amen. Không giả dối, phải thành thật cho tôi nghe chứ. Amen. Có thì nó có, không thì nó không. Đừng thêm, đừng bớt. Amen. Đừng thêm, đừng thắt. Amen. Đừng đi làm công người ta hỏi ông chủ ông vào nói chứ: ngày nay con làm được mấy tiếng đồng hồ rồi? Mình mới làm 3 tiếng đồng hồ à, mà mình nói 5 tiếng rồi. Như vậy chúng ta không thành thật với Chúa. Adam và Eva sau khi phạm tội á, cái bản chất không thành thật này xuất hiện trong họ luôn. Chúa hỏi này: Adam, ngươi ở đâu? Dạ thưa Chúa, con nghe tiếng Chúa mà con sợ, con ở trong bụi. Chúa, tại sao ngươi sợ? Ai chỉ mình lõa lộ? Adam đổ thừa ngay luôn. Tại vì cái người nữ, tại vì cái người nữ ở bên đảo Quy Nhơn á, Chúa đem con, Chúa gả con đảo ở Quảng Ninh làm chi? Quy Nhơn phải là Quy Nhơn chứ. Mà Quy Nhơn viết tắt với Quảng Ninh cũng giống nhau, QN hả? Phải nói vậy thôi chứ không nói vậy trưa nay là biết luôn á, muốn rồi đi quyền. Anh em đi hốt của tôi. Anh em đi hốt của tôi. Khi tôi nhận sự mặc cải này, tôi mừng lắm anh em. Bởi vì có những người họ không biết thế nào để đức tin của họ phát triển, amen. Amen. Cây đức tin, hạt giống đức tin sẽ mọc lên cây đức tin, amen. Mà cây đức tin phải được chăm sóc bởi những cái nước không giả dối, amen. Chào tôi nghe chị, amen. Phải thành thật, phải ngay thẳng, phải yêu thương, không có ghen ghét. Anh em thấy là bao nhiêu người tin Chúa mà thấy gì? Họ ghen ghét, cửa cái là giận, cửa cái là dối, cửa cái là hờn, cửa cái là nghỉ chơi, cửa cái là không ngồi ăn chung, cửa cái là bỏ nhóm. Người đó làm sao có đức tin được? Chị để cười. Đúng quá mà. Anh em, nhưng mà chúng ta nhìn thấy này, một con cái của Chúa, họ bị nói xấu, họ bị vu oan, họ bị giống như là nói họ không ra gì, nhưng họ không bỏ hội thánh, họ vẫn đi nhóm, họ vẫn kiên ăn cầu nguyện, họ vẫn giữ đời sống tin kính Chúa. Chúng ta hãy để người đó
chống là một cái cây thật sự có đức tin ở giữa dông bão của đời này. Cho tôi nghe chị amen. Nhưng mà một người chúng ta thấy cái gì? Ông mục sư mới góp ý một chút xíu đi dầm. Tôi tưởng ông nói sao ông nói vậy hả? Tôi không đi nhóm mà cho ông biết. Tôi không đi nhóm mà cho cô Vân vợ thầy Sơn biết. Muốn thầy Sơn về phải nói với cô Vân, dạy cô Vân nha. Bà nói vậy tôi giận, tôi không đi nhóm, nó làm gì tôi. Anh em không, một người có đức tin, một người trân trọng đức tin là một người không để nan đề làm gãy cây đức tin trong cuộc đời của chính mình. Anh em, đức tin rất quan trọng. Chúa kể một câu chuyện, người gieo giống đi ra, gieo hạt giống, đối với tôi là hạt giống đức tin này, amen. Amen. Hạt giống trên đường đi, chim đến ăn liền. Đá sỏi, mọc nhưng chỉ có rễ, gặp hạn hán, heo, amen. Loại đức tin thứ nhì, đó là ở trong bụi gai là lo lắng đời này, phải không ạ? Ăn gì, mặc gì, đám cưới tổ chức mấy bàn hòa? 20 bàn à? Ủa, nghĩ 20 bàn đủ? 50 bàn. Rồi mặc đồ gì, vợ sắp cưới của mình mặc đồ gì? Với dáng như vậy, phải mặc sure màu trắng, phải đội gương miệng. Rồi mình phải mặc áo vest màu gì nhỉ? Áo vest màu trắng. Và nói xong đấy, trắng đứt tay lúc nào chẳng hay. Anh em, cái người quý trọng đức tin là không để cho bụi gai nào phục vụ cây đức tin. Chúng ta thấy khi một cái cây mà nó bị cuốn bởi những cái dây, phải không ạ? Cái cây đó suy yếu hoàn toàn. Có đúng không anh em? Có đúng không anh em? Nó suy yếu hoàn toàn. Cái cây mà bụi gai nó phủ lên cái cây đó, cây đó không ngóc đầu lên được anh em. Nó eo ụt lắm, phải không ạ? Để cứu cái cây đó, người nông dân phải phát hết tất cả, làm dây, lôi dây hết xuống, phải không ạ? Amen. Và bắt đầu tưới bón phân cho nó mọc lên. Đức tin của tôi và đang cũng vậy. Để đức tin có trong chúng ta và chúng ta sống bằng đức tin, thì chúng ta phải là người công chính, có là người ngay thẳng. Cho tôi nghe chữ amen. Không có phải là nhạc nào cũng nhảy, phải không ạ? Nhạc Chúa cũng nhảy, nhạc đời lắc cũng dữ hơn nữa. Đừng có đi với Chúa mà đi hàng hai, đi dẹp hai bên. Cho nên Kinh Thánh Chúa nói gì? Lại dẫn đến đức tin nữa. Sự ngay thẳng trong sự công chính sẽ dẫn ta đi từ đức tin đến đức tin, amen. Sự ngay thẳng của sự công chính giúp tôi từ bỏ sự dối trá, amen. Giúp tôi từ bỏ những cái điều không tin thật, amen. Để tôi đi tới đức tin và đi tới đức tin mỗi ngày. Đức tin của tôi và anh em phải mạnh mẽ hơn chứ. Nhưng tại sao có nhiều người bắt đầu mạnh mẽ, sau đó yếu dần đi? Bởi vì họ đã để cho những cái dây tiền bạc nó leo lên cuộc đời của họ, dây tình yêu leo lên cuộc đời của họ, dây của danh vọng địa vị leo cuộc đời của họ, và bắt đầu nó cuốn. Chúng ta thấy bao giờ cái dây, những cái dây leo đó mà nó leo mà nó không cuốn vào cái cây không anh em? Không bao giờ. Nó phải cuốn nó mới leo được, phải không ạ? Amen. Và khi nó cuốn được là xong. Và khi tôi đang nói chuyện này, Chúa nói tôi câu chuyện về con trăng. Con trăng anh em, nó bắt đầu cuốn con vật hay giết chết một con người. Không phải nó cắn con người mà con người chết đâu, nhưng bắt đầu nó cuốn con người, phải không? Tôi đang nghe chị amen. Nó bắt đầu cuốn con người, hoặc là cuốn con hươu, hoặc là cuốn con bò, phải không? Sau khi nó cuốn xong, nó cứ cuốn. Con vật đó có vùng vải cỡ nào nó cứ cuốn, phải không ạ? Nó cố gắng nó cuốn. Khi nó cuốn xong, đầu và đuôi nó chụp lại với nhau, phải không ạ? Bắt đầu nó gông người nó, thì xương người bị gãy. Anh em hiểu tôi nói không? Những điều tôi đang nói là anh em này, sự không chúa trá giống như con trăng vậy đó. Sự không thành thật giống như con trăng vậy đó. Sự sống lừa dối giống như con trăng vậy đó. Nếu chúng ta không đập nó chết, một ngày đó sẽ cuốn cuộc đời của tôi và anh em. Nó sẽ xiết và chúng ta gãy xương, có là chúng ta không đi đâu được nữa. Amen. Và thế là bắt đầu nó nuốt chửng tôi và anh em. Điều thứ ba, tôi muốn kết thúc ở đây.
Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Thế thì chúng ta hiểu chữ sống này. Theo từ điển, sống có nghĩa là tồn tại. Amen. Amen. Bây giờ tôi mổ xẻ cái chữ này. Bao nhiêu người tin rằng chúng ta đang sống? Đúng rồi, chúng ta đang sống, chúng ta đang tồn tại này. Amen. Nhưng cái vấn đề ở này này, có nhiều người vẫn sống, vẫn tồn tại, nhưng mà họ yếu đuối. Tôi có nghe chứ? Amen. Họ vẫn đi nhà thờ, nhưng không có đức tin. Họ có thể làm công việc Chúa, nhưng mà đời sống, sống của họ chưa có ra trái. Tôi muốn ra trái. Amen. Tôi học với ban điều hành ở miền Bắc, tôi nói gì? Mấy con đừng nói nữa. Bao nhiêu năm này nói hoài à? Bây giờ đừng nói nữa, nói cả đi, làm đi. Amen. Hãy cho thầy thấy cái kết quả trong chức vụ của các con. Đừng nói nhiều nữa. Và tôi cũng nói với những nhân sự đang làm việc trong trung tâm. Các con, đừng nói mà không làm. Hãy nói là giảng, amen. Nói là khuyên bảo, amen. Nhưng trước hết, hãy nhìn vào đời sống của mình. Để người ta nể mình, họ phải có cái kết quả trong mình chứ. Cho tôi nghe chưa, amen. Để người ta học được cái chữ giúp là mình muốn họ tôn trọng mình, muốn họ ít như cũng nể mặt mình xuống đó, thì mình phải cho họ thấy cái kết quả trong đời sống của chúng ta sống với Chúa như thế nào. Amen không ạ? Như vậy chúng ta nhìn thấy này, người công bình sẽ cậy đức tin mà tồn tại. Đó là có nhiều người bình thường họ vẫn sống, nhưng qua một nan đề nào đó họ không tồn tại nổi. Có đúng như vậy không anh em? Qua sự cám dỗ nào đó họ không đứng vững nổi, phải không ạ? Qua những sự thử thách nào đó họ không tồn tại nổi, họ chết mất, họ ngã quỵ, họ yếu đuối. Thế thì lời của Chúa sáng nay Ngài muốn cho chúng ta này, để chúng ta sống theo nghĩa tồn tại sau cơn bão, sau những nan đề, sau những nghịch cảnh đi qua cuộc đời của tôi và anh em. Amen, amen. Sau những khó khăn, những thử thách đi qua cuộc đời của tôi và anh em, như ngọn núi lớn vậy đó, chúng ta vẫn sống. Và chúng ta hãy hỏi những người đó đi, làm sao có thể được đi qua bằng công việc đó. Tôi tin rằng 10 người họ sẽ nói gì, đó là nhờ đức tin lời của Đức Chúa Trời đó. Amen. Có những người bệnh tật, họ không tồn tại được anh em. Họ bắt đầu bấu víu vào bác sĩ, vào phương cách đời này, phải không? Anh hiểu được tôi nói không? Họ chụp vào đây, họ giống như một người chết đuối mà ai nghe giới thiệu cái gì là chụp cái phao đó, họ chụp cái phao này, họ chụp cái phao kia, và cuối cùng chúng ta thấy gì? Dẫn họ đi đến cái chỗ yếu đuối càng hơn. Sáng nay tôi nhân danh Chúa Giêsu công bố sứ điệp này: người công bình sống bởi điều gì? Chúng ta có câu trả lời chưa? Tôi biết con có câu trả lời chưa? Người công bình sẽ sống bởi đức tin. Mà đức tin thì phải biết chắc những điều mình đương trong mong. Đức tin là phải biết chắc những điều mình không nhìn thấy. Amen. Amen. Chứ không phải đức tin là nhìn thấy. Thấy thì không còn là đức tin được. Nhưng có nhiều người chả muốn thấy. Mà ai là người muốn thấy thì người đó chẳng bao giờ có đức tin. Trước nan đề trong gia đình của Lazarus, Mary và Ma-thê, chúng ta nhớ không ạ? Ma-thê là người không có đức tin. Có phải không? Đến nỗi Chúa Giêsu nói gì? Ta chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy. Amen. Đời này thấy rồi mới tin, phải không ạ? Chúa thì dạy ngược lại. Chúa bảo tin rồi mới thấy. Nhưng mà con cái Chúa ngày hôm nay sống với đời này nhiều quá quá, cho nên đổi lời của Đức Chúa Trời hơn. Và bây giờ Chúa, con thấy con mới tin. Chúa hiện ra với con đi, con thấy con mới tin. Chúa chữa lành bệnh tật cho con là con mới tin. Không anh em, chúng ta không thể nào đặt Chúa vào cái chỗ theo ý của chúng ta được, phải không ạ? Và Chúa đang ở đây với chúng ta sao này. Anh em ơi, xin đừng để Chúa quở trách chúng ta như Ngài la rầy mà thề. Và dầu Ngài quở trách thì Ngài yêu chúng ta như qua lời của Ngài sao này. Amen. Đừng đi nhà thờ mà không có đức tin. Đừng sống ở trong trần gian này mà không có đức tin. Đừng làm một nhân sự mà không có đức tin. Đừng làm một người cha, người mẹ
dẫn con đi nhóm mà chính mình không có đức tin. Amen. Amen. Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Hãy có đức tin qua lối Đức Chúa Trời sáng nay. Và nếu như vậy, khi chúng ta cậy đức tin mà sống, chúng ta mới là người công chính của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Cho nên em giống của tôi, việc tới nhà thờ, tôi nói một lần nữa, không nói chúng ta là người công chính. Nhưng việc chúng ta có đức tin và sống ở đức tin thì mới nói chúng ta là người công chính của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Xin mời tất cả đồng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hỡi những người công chính đang có mặt trong hội thánh của Chúa sáng hôm nay, hãy soi mình với lời của Đức Chúa Trời và bắt đầu cầu nguyện. Phải chăng chúng ta đã từng có đức tin và rồi chúng ta sống ngược lại với đức công chính? Chúng ta sống ngược lại với sự ngay thẳng. Chúng ta sống ngược lại với tình yêu thương. Chúng ta sống ngược lại với sự thánh khiết, vân vân và vân vân. Và những điều chúng ta sống ngược lại đó, nó là những chất phá hủy đức tin của tôi và anh em. Cho nên giờ này, hãy đến với cả tấm lòng. Và nếu có những điều tôi vừa nói, nếu chúng ta thấy lòng của mình không ngay thẳng, nếu chúng ta thấy lòng của mình không thành thật, nếu chúng ta thấy lòng của mình kiêu ngạo, nếu chúng ta thấy lòng của chúng ta có những điều mà không đẹp lòng Chúa, anh em hãy xin lỗi Chúa và xua đuổi nó ra khỏi đời sống của chúng ta đi. Bởi vì nếu bao lâu chúng ta còn chấp nhận nó, không khác nào chúng ta nói với Chúa rằng con cần điều này hơn là cần có đức tin. Nhưng nếu chúng ta lấy nó khỏi đời sống của chúng ta, thì giống như chúng ta phát những cái dây leo mò lên cây đức tin của tôi và anh em vậy đó. Để chúng ta muốn sống như người công chính, Kinh Thánh nói người công chính của ta sẽ cấy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Anh em có nhiều người ngày nay sống mà không đẹp lòng Chúa, bởi vì họ sống mà không còn đức tin nữa. Không có đức tin nữa. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta thực sự sống đúng như lời của Chúa dạy chúng ta sống này. Nó là người công bình sẽ sống nhờ đức tin, không phải nhờ tiền bạc, nhờ danh vọng, nhờ địa vị, nhờ quyền lực hay nhờ việc làm của chúng ta. Nhờ đức tin của tôi và anh em, trước những nan đề có thể xảy ra, có thể là bệnh tật, có thể những nan đề, có thể những nghịch cảnh, có thể những khó khăn, có thể những câu trả lời cho cuộc sống chúng ta chưa tìm được câu trả lời. Nhưng hãy nhớ một điều, hãy có đức tin. Hãy có đức tin, hãy có đức tin. Và để có đức tin thì chúng ta hãy trở lại với lời của Chúa Trời sáng hôm nay. Hãy sống trong sự ngay thẳng, chân thật để bảo vệ đức tin của tôi và anh em. Hallelujah. Sakara bakotoko setek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 ete
sống bởi đức tin. Để chúng con không còn xem thường đức tin mà Chúa ban cho con qua lời của Ngài nữa, Chúa ơi. Cho chúng con tôn trọng đức tin, cho chúng con bảo vệ đức tin, cho chúng con quý trọng đức tin là giống mà Đức Chúa Trời đã ban chúng con qua lời của Ngài, hỡi Chúa. Vì lời của Chúa đó đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà sự người ta nghe là khi lời Rema được rao giảng, Chúa ơi. Con cầu nguyện xin cho con nhận lời của Chúa sáng nay như một lời cho chính đời sống của chúng con, để chúng con quyết định người công bình sẽ sống bởi đức tin Chúa yêu của chúng con. Con dù chúng con đang giàu có hay chúng con đang sống trong cơ cực, dù chúng con đang sống trong mạnh khỏe hay yếu đau, Chúa ơi, xin cho chúng con vẫn tiếp tục sống bởi đức tin. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, xin đừng để chúng con quên lãng về lẽ thật về đức tin. Chúng con bước vào tháng 10, hỡi Chúa, xin cho chúng con bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Chúng con tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.